Các bạn đã kéo chúng mình vào thử thách rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên mở két sắt nhé. Xem nào. Oh wow, thật là tuyệt. Tớ có nước Snickers này. Nhưng mà uống nó như thế nào nhỉ? Tớ cũng không hiểu. Cậu đùa tớ sao? Cậu chỉ cần mở nắp ra thôi. À, tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Này này, cho tớ thử được không? Ừ, ok. Dĩ nhiên là không rồi. Đây là cốc tai của tớ, vì vậy tớ sẽ uống nó. Ôi, wow, ngon thật đấy. Cái đồ tham lam. Vậy thì tớ chỉ cho cậu cách uống nhá. Phải uống như thế này này, để nó tràn ra khắp mặt như thế này này. Trời ơi, cậu đã làm gì vậy? Cậu đổ hết cả vào mặt tớ rồi. Bây giờ có nghĩa là tớ không còn cái gì để uống nữa. Thật là không công bằng. Trời ạ. Thôi được rồi, đến lượt tớ mở két sắt nhá. Ôi cá, tại sao cậu được cốc tai của tớ được con cá? Trời ơi, thật là kinh tởm và hôi hám. Thôi thôi thôi, giữ chén dao tớ ra. Mau ăn đi trước khi nó bốc mùi cả phòng. Ôi tớ nôn mất. Trời ạ, à, ghê quá đi mất. Trời ơi, thật là một mớ hỗn độn. Tớ không thể ăn được cả con cá đâu. Nhưng mà cậu phải ăn thôi. Ai, thôi được rồi. Wow. Ôi trời ơi, tớ sắp nôn mất. Thật là kinh tởm. Tại sao các bạn lại bắt tớ ăn cái này chứ? Ghê quá. Ôi trời ơi, bỏ nó ra, cậu đang làm gì vậy? Cậu cười cái gì đấy? Tớ đang hết mở cái xác của bạn đi. Thôi được rồi, tớ đều đồng ý. Đến lúc mình phải mở ra rồi. Thế thôi sao? Một viên Skittles bé tí. Vậy thì chắc là nó sẽ ngon lắm đây. Ôi, kẹo thông thường. Lạ thật đấy. Ê, có chuyện gì đang xảy ra với cậu kia? Trời ơi, các bạn ơi, tớ nghĩ tớ bị thủy đậu Skittles hay sao ấy. Từ nhỏ tớ bị mơ tớ như vậy đấy. Ôi, bây giờ có vô số đồ ngọt ở trên mặt tớ này. Ngon thế. Tớ có thể thử một tí được không? Đi mà. Thôi được rồi. Ngon quá. Trời ạ. Kit, cậu có muốn không? Không không, trông nó tởm thật đấy. Wow, hay thế. Đây thực sự là một căn bệnh hay nhất thế giới luôn. Kit, cậu có muốn thử không? Thử đi nào. Trời ạ, kinh tởm. Thôi, kệ cậu vậy. Trong vòng thứ hai, tớ sẽ mở người két sắt đầu tiên nhé. Thôi được rồi. Wow, thật là bất ngờ. Tớ chưa bao giờ có nhiều poppit như vậy luôn. Cũng poppit thường ấy mà. À không, nó là kẹo dẻo. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nhìn thấy điều này chưa? Ôi, chúng ngon lắm luôn ý. Tuyệt thật. Wow, cậu may mắn thật đấy. Ừ, tất nhiên rồi. Chúng ngon không thể tin được luôn. Tớ muốn ăn tất cả các poppit này càng sớm càng tốt. Chỉ cần nhìn chúng ngon như thế nào này. Ôi, ừ, trông ngon miệng thật đấy. Ôi, tuyệt vời chưa? Quá là tuyệt. Tớ sẽ ăn hết. Tuyệt quá đi mất. Cho tớ ăn với. Ôi, tớ nghĩ Kate sẽ không phiền nếu chúng ta cắn một miếng poppit còn lại của bạn ấy đâu. Tất nhiên là tớ sẽ phiền rồi. Đừng nghĩ đến việc chạm vào món ngon của tớ. Tránh ra đi. Trời ạ, thôi được rồi, cậu thử đi. Tớ tự hỏi điều gì đang chờ đợi tớ trong két sắt này nhỉ? Trời ơi, tốt hơn là không nên biết. Trong thế giới này tớ sợ nhất là sâu đây. Tại sao tớ lại bị phạt như thế này? Thật là kinh tởm. Ôi ghê thế không biết. Trời ạ, nhìn nó bay kìa. May quá qua tớ rồi. Tại sao cậu lại ném lên đầu tớ như vậy? Hình phạt này có phải dành cho tớ đâu. Bỏ nó ra nhanh lên. À, chính xác, tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Đây, máy hút bụi nhỏ sẽ cứu tớ. Nào, nhanh lên, bỏ hết ra đi. Ôi, hết rồi kìa. Ê, có một con nữa kìa. Gì? Ở đâu? Ngay trên môi bạn ấy. Ôi, trời ơi, tớ thực sự đã bỏ lỡ một cái. Ê, bỏ cái máy hút bụi ra. Đừng hút con nữa. Ê, trời ạ. Sấy xong rồi. Đơn giản luôn. Ôi, Kate, cậu nên nhìn thấy đôi môi của mình. Bây giờ cậu giống như một con ếch vậy. Thôi. Này nhá, cười vào vấn đề của người khác là không tốt đâu. Đối với điều này, cậu sẽ phải ăn những con sâu đó. Cậu làm gì vậy? Trời ơi, thật là tệ. Bỏ ra, bỏ ra. Eo ơi, ghê quá đi mất. Trời ạ. Thôi, không sao. Hãy xem có gì đang chờ đợi bạn trong két sắt đi. Được rồi, để tớ mở ra. Có một lọ thuốc nào đó. Tớ hy vọng nó sẽ khiến tớ trở thành một cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới luôn. Tớ có một cảm giác rất là kỳ lạ. Ấy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, trời ơi.
Cứu tao với, kéo tao lên, cứu. Ôi, bây giờ cậu là cô gái nhỏ nhất trên trái đất rồi. Điều này cũng có lợi thế của nó đấy. Ví dụ như bây giờ Poppit của tớ đối với cậu là một tấm lò xo bình thường. Ù nhỉ, nào thử nhá. Hay thế. Dễ thương quá. Dễ thương thật đấy, tớ chỉ muốn cục cưng đứa bé này thôi. Cho tớ sờ cái nào. Ê, không được đâu. Ai, đau quá. Trời ạ, cậu hãy xem cậu đã làm gì vào ngón tay của tớ đi. Cậu phải trả giá cho việc này. Kết, nếu cậu muốn xem một cô bé chiến đấu với một con sâu phải không? Tớ nghĩ sẽ rất thú vị đây. Nào, cố lên, cố lên, cố lên. Julie, chúng tớ tin tưởng vào cậu. Ai, ôi, đau quá. Nhận lấy đi, nhận lấy đi. Này, nhận lấy này. Chết đi, chết đi. Wow, Julie tuyệt quá đi mất. Sắp thắng rồi. Yeah, cố lên. Wow, Julie xin chúc mừng. Bạn thật là tuyệt vời. Các bạn, tất cả nhờ vào sự ủng hộ của các bạn đấy. Ôi, tuyệt quá, tuyệt quá. Điều gì chờ đợi chúng ta lần này nhở? Ôi không, tôi chắc chắn sẽ không ăn thịt sống đâu các bạn. Điều này là quá đà rồi đấy. Đây, đĩa của cậu đây. Bon appetit. Trời ơi, ghê quá. Trời ạ, đây không phải là thịt mà là cao su hay sao ấy. Tớ không cắn được. Eo ơi, ghê thế. Đấy, đây chưa đập vào mặt của tớ rồi. Ghê quá đi mất. Thôi được rồi, dao và dĩa sẽ giúp cậu nhá. Vì vậy ăn đi nào, để thử. Ôi, hình như không được. Tớ thậm chí không thể dùng được. Xong rồi, hình như tớ gọi quá đà. Bây giờ tớ thậm chí có thể ăn cả đĩa luôn. Ôi, trời ơi, ghê quá. Ôi, các bạn ơi, ghê quá đi mất. Ôi, tớ nôn mất, tớ nôn mất. Trời ạ, không ăn được nữa đâu. Thôi, Julie, tốt hơn hết, cậu nên mở két sắt của mình ra đi. Thôi được rồi, lần này chiếc đũa thần đang chờ đợi tớ. Tớ tự hỏi nó có khả năng sử dụng đũa phép như thế nào nhở? Làm nào để tớ có thể tìm ra cây đũa phép như này làm gì nhở? Chỉ cần quay nó thôi, như thế này này. À, tớ nghĩ tớ hiểu rồi. Hai, trời ơi, cậu gần như đốt cháy tớ rồi. Cậu xem cậu đã làm gì đi. Tại sao cậu không thể xấu hổ khi đốt người khác sao? Trời ơi. Ôi, tớ xin lỗi nhá, tất cả đều là cây đũa phép, xin lỗi. Ôi, nó thậm chí còn sẵn sàng làm tổn thương cả tớ này. Thôi thôi thôi, đặt nó lên bàn đi trước khi tất cả chúng ta bị thiêu rụi. Được rồi, bây giờ đến lúc cậu mở két sắt rồi đấy Kit. Ok, tớ rất nóng lòng muốn tìm hiểu có gì bên trong nào. Wow, bên trong nó ngon tuyệt vời luôn. Hãy cho chúng tớ thưởng thức món ngon hay cái hấp dẫn này đi này. Ê này, bỏ tay ra. Chỉ có được tớ ăn thôi. Không có nhiều ở đây, chỉ có một xô. Vì vậy nó là của tớ. Bắt đầu thôi nào. Lấy một cái thìa để ăn. Nhưng mà cái thìa này rõ ràng không phù hợp. Cần một cái to hơn. Thôi được rồi. Đấy, bây giờ thì ăn được rồi này. Wow, tuyệt chưa. Không có gì mát hơn kem trong một ngày hè nóng nực luôn. Ít nhất hãy cho tớ liếm một chút đi. Không, đặt lưỡi của các cậu trở lại trong miệng đi. Cái đồ tham lam này nữa. Ôi, trời ạ, cậu ấy đóng băng rồi kìa. À, tớ biết làm nào để cứu cậu ấy khỏi tê cóng rồi. Cây đũa phép này sẽ giúp thôi. Ôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu không có các bạn, tớ sẽ đóng băng mãi mãi. Ôi trời, bây giờ tớ cháy mất rồi. À, cứu, tớ đang cháy. Ôi, đây là một cơ hội tuyệt vời để nấu chín chỗ thịt còn lại. Thay vì thịt sống, mình sẽ ăn thịt nướng thật là ngon. Đấy, tuyệt chưa. Ôi, tớ đang đói lắm. Ôi, ngon quá. Tớ nấu được thịt rất là ngon luôn. Cảm ơn Kết nhiều lắm luôn nhá. Cảm ơn. Tuyệt, ngon quá. Đến lúc tìm hiểu điều gì đang chờ đợi chúng ta lần này rồi. Wow, mọi người đều yêu thích Nutella. Và tớ cũng không phải là ngoại lệ. Hãy nhìn xem này. Ê, cậu đang làm gì vậy? Không sao, tớ sẽ sửa cho. Đây, đấy, xong rồi. Ai, đau quá, trời ạ, đừng ném lung tung chứ. Tớ sẽ không làm điều đó nữa đâu. Bây giờ tớ sẽ ăn Nutella ngon này nhá. Ôi, tuyệt chưa. Julie, cậu thậm chí đừng có mơ đến sô-cô-la. Không sao, tớ có một ít để thử rồi. Mọi người tham lam thật đấy. Nhưng mà nói chung cũng được một tí. Ngon quá, ngon quá. Ngon thế nhở. Ui, thôi chết rồi, tay tớ bị kẹt trong lọ. Cứu tớ với. Cứu.
Ha ha, buồn cười, đáng đời cho cậu. Thôi được rồi, đừng lo, những người bạn thực sự đang giúp cậu đây. Nào, tháo ra, một đi nữa thôi, sắp xong rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Được rồi, nhưng mà... Ôi, cuối cùng, thậm chí còn được một ít sô-cô-la trong lọ này. Đặc biệt là chúng ta được ăn rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ các bạn. Tớ nghĩ tớ sẽ phải sống với cái lọ trên tay. Nhưng mà ngon quá, vẫn còn sô-cô-la này. Kate, đến lượt cậu mở két sắt rồi. Ừ nhở, nhưng mà nó có mùi hôi. Ôi không, đó là một miếng phô mai rất khó chịu và rất nặng mùi đang chờ đợi bên trong. Các bạn, điều này đã vượt quá mọi giới hạn của tớ rồi. Tớ không ăn đâu. Không, cậu phải ăn thôi. Tớ nghĩ Julie và tớ có thể giúp cậu. Đây này, ăn đi, ăn đi. Ôi kinh quá trời ơi, tớ sẽ nôn mất. Ôi, không sao, không sao. Julie, xem có gì trong két sắt đi. Được rồi, tớ cũng rất muốn biết. Ô, cái cổng này, chúng ta được thoát rồi. Ai đang ở đây vậy? Ôi không, ôi tớ thấy tệ quá. Tớ cảm thấy như câu chuyện này sẽ tiếp tục đây. Ôi, tớ sẽ tiệc thu chiếc Quadracop này nhá. Ôi, trời ơi, bây giờ phải chơi gì giờ? Nhìn kìa cửa sổ, chủ nhân quên đóng nó rồi. Ừ, đúng rồi đấy. Ôi, đến lúc lấy lại Quadracop của chúng ta rồi. Điều chính là không ai nhận thấy chúng ta làm bất cứ điều gì. Ồ, nó đây rồi. Ồ, nhìn này, ở đây còn có nhiều đồ chơi thú vị khác. Ồ, cả một két sắt nữa. Không biết có gì trong đó nhỉ? Ôi, các bạn ơi, chúng ta đang bị hút vào rồi. Cứu! Chúng ta đang ở đâu đây? Trông giống thử thách vậy. Tớ sẽ là người đầu tiên nhé. Nóng lòng muốn biết có gì trong két sắt của tớ. Ôi, cái gì vậy? Trời ạ, đây là rau củ xoay nhuyễn. Eo ơi, ghê quá đi mất. Trời ạ, kinh tởm, tớ không muốn chạm vào nó đâu. Vậy thì chúng ta sẽ giúp cậu với điều này, Lily. Nào, thìa cho mẹ, thìa cho bố. Ồ, cứng đầu nhở. Tớ biết rồi, Cù Cù sẽ luôn giúp đỡ. Ôi không, thứ răng rưởi này cuối cùng lại vào trong miệng tớ rồi. Ghê quá đi mất, kinh khủng. Thôi đừng có cười nữa, Alex mở két sắt của cậu đi. Ồ, wow, tớ thật may mắn làm sao. Có cả đống tricks ở đây. Ôi, không thể nào mà chờ được chúng. Phải ăn thôi. Ôi, ngon làm sao. Tớ đã không ăn tricks trong thời gian lâu rồi. Thôi được rồi, xem trong két sắt của mình có gì nhá. Bình sữa cho em bé. Cái gì đấy, một trò đùa nào đó sao? Ôi, sữa đổ hết cả ra rồi. Ôi, Vita cậu thật là không may mắn. Trong khi cậu đang cười tớ, tớ sẽ lấy tricks. Nó ngon thật đấy. Còn bây giờ tớ sẽ uống nó với sữa nhá. Dừng lại, cái gì vậy? Tricks của tớ đâu? Ôi, cậu ăn cắp nào đúng không? Ôi, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, chuyện gì xảy ra với Vita vậy? Ôi, nó là một đứa trẻ nhỏ. Ôi, tất cả tại sữa. Ôi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Được rồi, bình tĩnh lại nào. Em bé ngoan. Ôi, cần phải nghĩ ra cái gì đó. Đúng rồi, cái này sẽ giúp thôi. Ê, cái này chắc chắn sẽ rất hợp với khẩu vị với cậu ấy. Ôi, Lily, cậu là một thiên tài. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, Vita đó là cậu sao? Ôi, thật là ngại quá. Ôi, cảm ơn cậu nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ đến lượt tớ rồi nhá. Ok. Trời ạ, két sắt không may mắn. Ôi, một cơn ác mộng, không thể nào mà tin được vào mắt mình. Đây là những con giòi. Không, trời ạ, con trùng tớ sợ nó lắm. Cậu sẽ vượt qua nỗi sợ hãi của mình thôi, Alex. Trời ơi, hãy nhìn vào bàn chân nó đi. Eo ơi, thật là kinh tởm. Làm ơn, tớ không thể chạm vào nó được nữa không? Không, Alex, ăn đi, cậu phải ăn tất cả mọi thứ. Được rồi, vậy thì tớ sẽ đặt tất cả chúng lại với nhau. Eo ơi, thật là ghê tởm. Tại sao cậu lại bắt tớ ăn những thứ này? Thôi được rồi, cậu mở két sắt của cậu đi. Nào nào, có gì bên trong nhở? Wow, đó là một chiếc nhẫn. Tớ đã mơ về điều này trong thời gian dài rồi. Nhìn này Lily, đẹp không? Ồ, đợi chút. Ồ, nó còn đó ăn được chứ. Ôi, bây giờ tớ cũng muốn.
Quá. Cái gì? Hết rồi sao? Ôi, kết thúc nhanh thật đấy. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Nào, thú vị thật đấy. Cái sách gì đây? Ôi, tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái này. Nó thật là lạ. Ôi, trời à, gió đâu ra vậy? Ôi, kính tớ hỏng rồi. Ôi, chán quá. Đợi chút. Đó là một cuốn sách thần chú. Ôi, hay thật đấy. Còn đây là một câu thần chú có thể sửa chữa mọi thứ. Tuyệt quá, làm việc rồi kìa. Ôi, cái gì? À, đó là sự thật, tuyệt thật đấy. Ê, đưa nó cho tớ đi. Nếu có một câu thần chú cho kính thì cũng sẽ có một câu thần chú cho nhẫn. À, được rồi. Nhìn này, chiếc nhẫn của tớ bây giờ như mới luôn. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ. Tớ cũng muốn mày mò. Ôi, cái gì vậy? Ôi, con trùng đã trở lại đĩa của tớ rồi. Thật là một cơn ác mộng. Ừ, và con sẽ phải ăn chúng thêm một lần nữa thôi Alex. Ăn đi, ăn đi. Ừ, phép thật là một thứ nguy hiểm và khó lường đấy. Ôi, thật là không công bằng. Quỷ ông đi trước. Thôi được rồi. Hiểu ơi, trời ạ, tôi hồn nên đi sau cùng. Cá thối quá. Ôi, không phải là côn trùng nhưng vẫn là thật là ghê tởm. Ôi, ghê quá. Hình như là tớ đã chuyển sang màu xanh rồi. Thôi thế là đủ rồi đấy. Thôi được rồi, cậu cũng đã khổ xong rồi. Nào Lily, hãy xem có gì trong két sắt của cậu đi. Thôi được rồi, cái gì đây? Vẫn chưa hiểu đây là cái gì. Giống như một cái điều khiển. Thôi được rồi, tớ sẽ xem. Cậu sẽ mở két sắt của cậu nhé. Cùng xem nhé. Ồ, bánh quy từ Mars. Thật là tuyệt vời, tớ rất là yêu nó. Ừ, đây là chúng rồi. Ôi, hương vị thật là tuyệt vời. Ôi, và vị cũng rất là tuyệt vời luôn. Ê, nhìn ngon thật đấy. Ôi, có gì trong này thế này? Nó bị hỏng sao? Ồ, cậu cứ ấn nút thử xem. Mở rồi. Ôi, thật là một con ác mộng, nó là gì vậy? Xin chào. Trời ơi, à, đây là con ma. Ôi, có mùi gì thơm thế này? Bánh quy sao? Ôi, đã không ăn trong nhiều năm rồi, ngon quá. Không thể tin được. Ôi, con ma đang ăn bánh quy của tớ. Phải chở nó lại thôi. Nào, vào đây đi. Không, không, tớ chỉ mới bắt đầu công niềm vui thôi. Tớ không muốn trong đó một lần nữa đâu. Đừng. Không ai hỏi cậu mà, nhanh chóng vào bên trong đi. Ừ, cả tay nữa luôn. Đấy, như này tốt hơn rồi đấy. Ôi, tớ sẽ không ấn nút nào nữa đâu. Chúng ta đang ở đâu đây? Tôi nghĩ đây là một thử thách mới. Thật là thú vị. Tớ có thể bắt đầu được không? Tớ chắc chắn có thứ gì đó ngon ở trong két sắt của tớ. Tớ không đoán được một chút, nhưng nó cũng rất là tuyệt. Ôi, cả một núi poppit. Trông lạ thật đấy, nhưng mà có mùi rất thơm. Wow, đó là thức ăn. Nương à, cậu mất trí rồi sao? Cậu không thể ăn cao su. Cậu không hiểu gì cả. Đó không phải là cao su mà là mứt cam. Nó ngon lắm. Tớ muốn ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Ôi, khó có thể vừa vào miệng, nhưng tớ có thể xử lý được. Wow, bạn may mắn thật đấy. Chúng tớ rất ghen tị với bạn. Chắc chắn rồi, tớ cũng muốn thử. Nó rất là ngon, nhưng tớ no mất rồi. Có lẽ cậu sẽ cho chúng tớ miếng cuối cùng được không? Ừ, đề nghị tự lấy và không hỏi bất kỳ điều gì nữa. Này, tớ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà. Không cần phải chạm vào poppit của tớ đâu. Tớ thấy ổn và có thể tự làm được. Thôi được rồi, thế thì tớ sẽ mở két sắt của tớ vậy. Ê, cái gì nữa đây? Ôi, không thể tin được vào mắt mình. Có vẻ như nó đang di chuyển. Ôi không, đây là những con vuông sống. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Tớ không muốn ở trong vị trí của cậu đâu Julie. Tránh xa tớ ra. Có vẻ như con sâu của cậu đã đi thẳng đến Mila rồi. Cậu đang làm gì vậy Julie? Trời ơi, bỏ nó ra. Bình tĩnh, chúng mình chỉ cần lấy máy hút bụi ra thôi. Ôi, Mila có một con sâu ngay dưới mũi kìa. Không vui chút nào đâu Alex, đủ rồi. Mila đừng lo lắng, tớ sẽ mang nó đi luôn. Tắt máy hút bụi đi, trời ơi, nó đang hút môi tớ. Ôi, vui thật đấy. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với Mila vậy? Môi tớ như cái bánh bao sưng lên vậy. Tất cả là lỗi của cậu đây.
đổ lỗi cho Alex ý. Cậu ấy cười suốt và làm tớ mất tập trung. Đã đến lúc phải dạy bạn ấy rồi. Trời ơi Julie, cậu làm gì vậy? Miệng tớ đầy run. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể cười. Nhân tiện cậu hoàn toàn quên mất kết sắt của mình rồi kìa. Ở trong này có một lọ kỳ lạ nào đấy. Tôi không biết nó là gì. Có lẽ đáng để thử. Sao rồi? Dường như có điều gì đó đang xảy ra với tớ, nhưng tớ không biết là gì. Mila, nhìn kìa, Alex đã trở nên rất nhỏ bé. Chính xác. Nó phù hợp với cậu đấy, anh ấy trông rất là dễ thương. Alex sẽ chặt vào, tớ sẽ đưa cậu lên bàn. Cảm ơn Mila, nhưng cậu có thể cẩn thận hơn một chút được không? Ôi, trông tớ rất thích cậu Alex, luôn luôn như vậy nhá. Tớ cũng đang không phiền. Oh wow, Poppy kìa. Cuối cùng tớ có thể thử nó. Và có thể nhảy lên nó nữa chứ. Hay thật đấy. Ôi, như này thậm chí còn tốt hơn một lò xo. Cô đang làm gì vậy Alex? Đang tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên cậu ấy thực sự rất là dễ thương. Tớ sẽ gửi nụ hôn gió này đến cậu. Hừ, xong rồi, không nhảy nữa đâu, mệt lắm rồi. Ôi, có lẽ chúng ta có thể chơi một chút. Cái gì nữa? Tớ sẽ không làm những đồ ngốc vậy đâu. Ôi, không cần thiết phải cắn tớ. Cậu có thể nói không mà. Nhưng nó rất vui. À, vui chứ gì. Bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy niềm vui thực sự là gì nhá. Đây, đánh nhau đi. Cậu đang làm gì vậy Julie? Cậu ấy muốn tớ đánh bại con sâu. Ôi dễ. Tớ sẽ đặt nó xuống bằng một tay trái. Nên là nó hoạt động thế này đúng không? Không, tớ vẫn còn cơ hội để thu hồi. Làm tốt lắm Alex. Cậu đang chiến thắng. Nhận nó đi, đồ con sâu ngu ngốc. Không còn nhiều nữa. Tớ sắp thắng rồi. Tớ sắp thắng rồi. Wow, cậu ấy khỏe thật đấy. Cậu làm chúng tớ ngạc nhiên lắm. Thôi, tớ đoán đến lúc quay lại rồi. Cậu lại trở lại như trước rồi. Ừ, tớ rất hài lòng về điều đó. Tớ có thể bắt đầu lần này được không? Thôi được rồi, ok. Thôi, các bạn có thấy không? Tớ có một chiếc iPhone hoàn toàn mới. Ôi, nó tuyệt làm sao. Thôi được rồi, đây không phải lý do để trêu chọc đâu. Tất cả nên ghen tị với tớ. Cậu sẽ không bao giờ có một chiếc điện thoại như vậy. Alex, tránh ra đi. Ê, đưa đây, điện thoại của tớ. Ôi, chắc là cái này sẽ lâu đây. Đưa nó cho tớ đi. Đủ rồi. Cậu làm gì vậy Mila? Trả điện thoại cho tớ đi. Đừng làm phiền tớ, tớ đang chơi mà. Nhưng mà tớ cũng muốn chơi. Vậy thì sao, tớ không quan tâm. Các bạn đang làm gì vậy? Trời ạ, điện thoại của tớ rơi mất rồi. Ôi, thật là khó xử. Nó bị sao vậy Alex? Nói với tớ đi. Tốt hơn cậu không nên nhìn thấy nó. Ôi không, trời ơi đừng có vậy chứ. Nó hỏng mất rồi. Xin lỗi Julie, chúng ta không cố ý. Thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. Mà hãy xem tớ có gì trong két sắt. Tớ nghĩ tớ nghe thấy một âm thanh rất là lạ. Tớ không biết nó là gì. Hình như nó đang trốn tớ thì phải. Trời ơi, không thể tin được vào mắt mình. Đó là con ếch. Cậu nghiêm túc sao? Không thể nào. Trời ơi, ai đó bỏ nó ra khỏi đầu tớ đi. Xin lỗi nhưng tớ không chạm vào nó đâu. Thôi, có vẻ như thoát được rồi. Không, nó nhảy lên người tớ. Ôi, thật là buồn cười. Ôi, nhảy nhậu quá. Nhận lấy đi. Ôi không, trời ạ, bà đang làm gì vậy? Ôi, tớ gần như nuốt nó. Tớ nghĩ chúng ta không nên phải sợ nó như vậy. Nhìn nó cũng đáng yêu mà. Nếu đó là hoàng tử bị mê hoặc thì sao? Có lẽ tớ sẽ thử hôn con ếch này để phá bỏ bùa chú. Sao, hoạt động không? Mila, hôn con ếch đi. Vậy thì sao? Tớ phải kiểm tra chứ. Còn tớ thì phải kiểm tra xem có gì trong két sắt của tớ. Trong này có hình trụ gì đó. Không biết đây là cái gì nhỉ? Hãy đợi nó lên xem có phù hợp với cậu không. Cẩn thận Mila, con ếch của cậu nhảy ra khỏi cậu một lần nữa rồi. Ê, nhìn xem này. Bây giờ nó giống như được làm bằng sô-cô-la vậy. Ồ, giống thật. Ồ, đây chắc chắn là sô-cô-la rồi. Ngon quá. Tớ đã tìm ra cách để hoạt động của cái này rồi. Vậy là tớ biết sẽ bỏ cái gì vào trong đó. Cậu làm gì vậy Julie? Đã hoàn thành rồi, biến điện thoại của tớ thành sô-cô-la chứ còn làm gì.
Ý tưởng tuyệt vời đấy. Ôi, nó ngon lắm sao. Ôi, tớ cũng cần phải biến một cái gì đó. Nhưng tớ chẳng có cái gì cả. Nhìn kìa Julie, Alex trở thành sô-cô-la rồi. Cậu đang làm gì vậy Mila? Tại sao cậu lại lấy ngón tay của cậu ấy? Dừng lại, đừng có ăn nó. Ờ, cậu nói đúng. Tớ đã không nghĩ về điều đó. Chắc là phải bỏ mũ ra thôi. Ôi, cảm ơn. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên nhá. Lần này có vẻ như tớ sẽ có một cái gì đó tốt. Ồ, sữa sô-cô-la. Trông rất là tuyệt đấy. Cậu có muốn chia sẻ không? Trước tiên, ít nhất cậu phải mở nó ra chứ. Không, cậu phải tự giác, cần phải quay lại đầu nó chứ. À, cảm ơn cậu. Bây giờ cậu sẽ chia sẻ với tớ chứ. Dĩ nhiên là không rồi. Làm thế nào cậu nghĩ sẽ có một điều như vậy chứ? Tớ sẽ tự mình uống hết. Nhân tiện nó rất ngon. Tớ tham lam, nhưng tớ đã giúp cậu. Được rồi, vậy thì tớ sẽ lấy nó. Cậu đang làm gì vậy Julie? Cậu sẽ đổ hết ly cốc tai vào mặt tớ. Nếu cậu chia sẻ thì cậu sẽ vẫn còn nó mà. Ôi, buồn cười lắm đấy. Đấy là Mila rồi. Tớ không muốn mở nó ra, chắc chắn có thứ gì đó vô vị bên trong. Đây, thấy chưa? Cả hôi ám, tớ đã nói với cậu rồi mà. Còn tớ phải làm gì với nó bây giờ? Tớ không thể đưa nó vào miệng mà. Ăn nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ chết ngạt mất. Nhưng tớ không muốn. Thôi được rồi, chỉ dành cho cậu, tớ sẵn sàng làm điều đó. Ôi, thật là kinh tởm, rùng rợn. Tớ sẽ không bao giờ ăn cá nữa. Cậu vẫn còn lại mà. Kết thúc nhanh lên, đi đi. Được rồi, được rồi. Tớ nghĩ tốt hơn phải ăn cả con cá mới được. Ôi, thật là đáng kinh ngạc. Cậu làm như vậy thế nào vậy? Tớ không nghĩ Mila có thể làm được điều đó. Ê, cẩn thận. Cậu ném rổ cá vào mặt tớ rồi. Nhưng mà trông thật là buồn cười. Không hẳn, mở két sắt đi. Đây, có một viên kẹo. Tớ nên làm gì với nó? Chắc là chỉ cần ăn là xong mà. Ngon, nhưng rất rất nhỏ. Đủ có mỗi một miếng. Bữa ăn kỳ lạ thật đấy. Tớ đồng ý. Ôi, chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy? Khuôn mặt cậu bao phủ bởi đầy kẹo kìa. Cả bàn tay nữa. Wow, kẹo thật là tuyệt vời. Hãy nhìn xem, hãy thay cho chiếc kẹo cũ, kẹo mới sẽ xuất hiện. Thế thì tớ thử được. Tuyệt, thật là ngon. Nhìn kìa, bây giờ tớ bao phủ đầy kẹo. Hay lắm, tớ rất thích nó. Cậu muốn không Mila? Không không, cảm ơn. Ôi, các bạn ấy thật là sợ. Hoàn hồ, két sắt mới. Tớ đã sẵn sàng để mở két sắt rồi. Wow, một lon Nutella trong đó. Chính xác. Ôi, nhìn nó to làm sao. Cậu hãy xem vứt rác ở đâu Julie. Ôi, đau quá trời ạ. Xin lỗi, Nutella làm tớ thiếu chú ý. Tớ rất muốn thử nó, xem nó sô-cô-la như thế nào nhá. Đây là một niềm vui thực sự. Tớ không muốn. Hay thật đấy. Tớ vẫn nhận được một ít, cảm ơn. Cậu không dám lại gần Nutella của tớ nữa đâu. Tớ sẽ không cho ai bất cứ cái gì nữa. Julie, cậu bẩn hết cả rồi kìa. Thì sao? Ôi không, có vẻ như tớ bị mắc kẹt dây trong này rồi. Có vẻ như ai đó cần sự giúp đỡ đấy. Kéo đi Alex, tớ không muốn sống như này suốt phần đời còn lại của tớ đâu. Kéo đi. Ôi không, tớ ngã. Nhưng chính cậu yêu cầu kéo mà. Wow, tớ có một lon Nutella. Trời ạ, nếu cô muốn hỏi tớ thế nào thì tớ ổn. Thành thật mà nói, chúng tớ cũng không muốn hỏi đâu. Thế sao cô lại lấy Nutella của tớ? Ôi, thật tốt khi nó vẫn còn. Thôi được rồi, đến lúc xem có gì trong két sắt của tớ rồi. Trời ạ, khẩn trương phải mang mặt nạ được phòng độc thôi. Đó là phong mai xanh. Cậu không cần mặt nạ phòng độc nếu cậu phải ăn nó ngay bây giờ. Tớ nghĩ Mila cần sự giúp đỡ thân thiện của chúng mình. Trên thực tế thì không, tớ đã không yêu cầu sự giúp đỡ. Nhưng tớ nghĩ nó hoạt động rồi mà. Cậu đã gần như ăn tất cả mọi thứ. Sao lại có thể như thế được nhở? Tớ sẽ nôn ngay bây giờ. Thật là khó có thể giữ được. Thật tốt khi mọi thứ đều ổn. Chỉ còn lại chiếc két bí ẩn của tớ thôi. Trông giống như một lỗ đen bên trong. Chào buổi sáng, thức dậy thôi nào. Các bạn đang trong thử thách từ Barada. Không, thả chúng tớ ra.
Ôi, cái này là cái gì vậy? Ê, Mia, nhìn này, có khóa. 1, 2, 3, 4, 7 cái. Ôi! Oh my God. Có gì ở đó kìa? Cần phải kiểm tra thôi. Cậu nghĩ chúng ta phải kéo dây đúng không? Ừ, ok. Không biết bên trong đó có gì nhở? Wow, đó là Skittles. Xô đầy kẹo. Ừ, tuyệt vời quá. Trời ạ, à, Mia, bây giờ cậu thử kéo đi. Bây giờ sẽ xem có gì nhá. Cậu mong là cũng có kẹo. Ôi không, trời ạ, à, cái gì đấy? Ghê quá. Cậu bị bẩn rồi kìa, bao phủ trong đầy sơn. Ôi, ghê quá đi mất. Ồ, tớ thấy có gì này. Ồ, đây là chìa khóa. Chúng ta có thể ra khỏi đây. Ôi, không biết cái này là cái nào nhở? Hình như là cái này. Ồ, được rồi này, tuyệt quá, ôm nhau nhá. Ôi, suýt thì quên. Nhìn kìa, hình như đó là nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta cần kiểm tra bên trong có gì. Oản tù tì, nào xem thử đi. Thôi được rồi, để xem nhá. Trời ạ, cái gì đây? À, trời ạ, sâu. Bình tĩnh Mia, nó sẽ không ăn thịt cậu đâu, chúng ta cần lấy chìa khóa. Thôi được rồi, được rồi. Ôi, trời ạ, ghê quá. Ồ, tôi tìm được rồi. Nhưng mà đây là cái gì? Không giống chìa khóa, cần phải thử. À, tớ hiểu rồi. Đây là mã của cái chìa khóa này. Đấy, mở ra được rồi. Ồ, tuyệt quá. Bây giờ lần này sẽ đợi cái gì đấy? Nhìn này, hộp có một cái gì đó. Yummy. Tớ không muốn uống thử nó đâu. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên. Eo ơi, thật là ghê tởm. Eo ơi, kinh quá. Mary, bây giờ đến lượt cậu nhá. Wow, món này ngon thật đấy. Tớ muốn nhiều hơn. Chuyện gì vậy? Hay chiêu đãi người bạn của cậu đi. Không, nó là của tớ. Ôi, cốc tai ngon lắm sao? Nhưng không có gì bên trong. Vậy là chìa khóa trong ngủ của cậu rồi. Không phải thế chứ. Thôi được rồi, sẽ làm tất cả vì lợi ích chung thôi. Ồ, và đây là chìa khóa rồi. Tuyệt quá. Hãy đi và mở khóa thứ ba đi. Wow, làm được rồi. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Ôi, lại có cái gì đây? Cậu mở đi. Không. Thôi được rồi, lại là tớ mở thôi. Oh wow, đó là bánh cupcake sô-cô-la hạt rẻ. Ôi, nhìn nó ngon lắm sao. Ê Mia. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ mở nhá. Oh wow. Trời ạ, không biết nó sẽ làm gì nhở. Ê, cẩn thận chứ. Đừng lo, cầm lấy đi này. Nó là hoạt động như thế nào? Tớ cũng không rõ. Thôi được rồi, không có thời gian. Hãy mở két sắt cuối cùng đi. Xem nào. Eo ơi, đó là miếng phô mai bốc mùi. Trời ạ, tớ sẽ nôn mất. Ồ, tớ nghĩ ra làm gì với nó rồi. Wow, trời ạ, biến thành cầu vồng rồi này. Ôi, hãy nhìn xem. Trời ạ, tớ sẽ ăn miếng này rất là tuyệt vời luôn. Tớ thì sao? Tất nhiên rồi. Đây, lấy một nửa đi này. Ôi, nhầm nhầm. Ôi. Sao đấy? Cậu bị nghẹn sao? Mia, đó là chìa khóa. Hoan hô, đi mở tiếp thôi nào. Tuyệt quá, chúng ta lại làm được điều đó rồi. Ôi, lại miếng nữa này. Tớ sẽ đếm nhá. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, à, lại tớ sao? Thôi được rồi, đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, ôi trời ạ, à, có cái gì đó? Ôi trời ơi, đây là chuột. Ôi, tớ sợ chuột lắm. Ôi, cần phải thở. Phải thật là bình tĩnh. Yeah, tớ tìm được rồi, đi thôi. Lại là mã. Số 5, tất cả đều là 5. Ừ, thật là dễ dàng. Chạy thôi. Lại thêm ống nữa. Lỡ đâu lần này tớ gặp thức của ngon thì sao? Tớ bắt đầu nhá. Ok. Wow, đó là Coca. Tớ yêu Coca.
Nhưng mà dường như nó không có gì rồi. Thôi được rồi, vậy là đến lượt tớ. Heo ơi, thật là ghê tởm. Ôi, không thể nào mà uống được. Thế phải thực hiện trò chơi ma thuật thôi. Tớ sẽ lấy cái này và bắn vào. Và mong là sẽ có cái gì đó ngon. Ừ, thử đi. Yeah, tớ biết ngay mà. Trời ạ, sô-cô-la lắc rất ngon. Sao? Không có gì. Thôi đùa đây. Chìa khóa đây này, chúng ta đi mở thôi. Maria cho tớ mở đi. Ok. Yeah, và nhiệm vụ 3, 2, 1. Bắt đầu. Oh wow. Cậu mở đầu tiên đi. Không không, đến lượt cậu. Xem nào, có gì ở đây. Ôi. Trời ơi, cái gì thế này? Ôi, nhìn cậu bẩn quá. Đến lượt cậu rồi đấy. Thôi được rồi, để tớ mở. Ôi. Ôi, cậu bị bẩn còn hơn cả tớ rồi đây này. Trời ạ, ghê quá. Cậu cười cái gì vậy? Mở ra đi. Không, tớ sẽ không mở đâu. Vậy 1, 2, 3 nhá. Không ai, vậy chúng ta mở cùng nhau. Và đây, chiếc chìa khóa cuối cùng. Hoan hô, chúng ta sẽ tự do rồi. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chìa khóa cuối cùng. Đi, nhanh lên, mở ra thôi nào. Yeah, chúng ta thành công rồi. Chúng ta đi rồi. Nào các bạn, đã đến lúc bắt đầu thử thách rồi. Tớ sẽ là người đầu tiên nhấn nút nhá. Tớ rất yêu màu xanh. Vì vậy tớ hy vọng rằng tình yêu này sẽ không làm tớ thất vọng đâu. Tớ tự hỏi tớ sẽ nhận được cái gì nhỉ? Miranda đừng buồn, nhưng màu xanh đã làm cậu thất vọng rồi. Ôi, thức ăn gì trong thùng từng rất ngon, nhưng bây giờ thì tớ không chắc đâu. Biết đâu cậu sẽ gặp may mắn và tìm thấy thứ gì đó đáng giá thì sao? Cái gì thế này? Không được vứt rác vào nơi mọi người đang ngồi đâu nhá. Điều này rất là xấu đấy. Heo ơi, kinh quá đi mất. Như thế này không được đâu nhá. Theo quy tắc của chúng tớ thì có thể. Ôi, cậu thối thật đấy. Thôi, tớ đến với Emma đây. Tớ sẽ không nghĩ nhiều. Tớ sẽ nhấn vào màu sáng nhất, đỏ. Emma, trực giác của cậu không làm cậu thất vọng đâu. Dưới cái nút này là một thứ rất là tuyệt vời. Không phải đồ ăn vặt, không phải đồ chơi, mà là một thứ thậm chí còn giá trị hơn đấy. Oh wow, đây là tiền sao? Tớ sẽ trở nên giàu có. Ừ Emma, xin chúc mừng cậu nhớ, cậu đã trúng sổ độc đắc rồi, ngay ở vòng đầu tiên. Oh wow, bây giờ tớ siêu giàu rồi, không có ai hay hơn tớ đâu. Emma, tớ rất mừng cho cậu đấy. Im lặng đi, cậu đang ngăn cản tớ tận hưởng số tiền thắng cuộc đây này. Tuyệt quá đi mất. Ừ, vui mừng cho cậu. Ôi, tớ siêu giàu luôn, tớ rất rất là may mắn luôn. Hài, bao nhiêu là tiền này, trời ơi tuyệt vời quá. Ôi, mùi hôi thối đến từ đâu vậy? Miranda, cậu vẫn còn ở trong thùng rác sao? Thế tớ còn làm cái gì được nữa? Trên thực tế tớ đã có thể tìm thấy một chiếc mũ và một ít tích tắc cái này. Và tớ còn có cái thông bồn cầu và trông rất giống chiếc micro. La 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 la. Ôi, thôi được rồi, tớ sẽ không ăn còn vui vẻ đâu. Nhưng tớ sẽ phải xịt một ít chất khử mùi, bởi vì cái mùi kinh khủng này đã lan ra khắp phòng rồi đây này. Ê, này, biến đi, đây là cái hộp của tớ mà. Các bạn, đã đến lúc cho vòng thứ hai rồi nhớ. Hy vọng là lần này tớ sẽ may mắn nhá. Miranda, cậu nói đúng đấy. Cuối cùng, một kỳ nghỉ đã đến trên đường phố của bạn rồi đây này. Một kỳ nghỉ rất là ngon. Ôi, bánh sao? Nhưng tớ phải làm gì với nó bây giờ? Nhìn này thôi không ngon đâu. Ai bảo nó chỉ như vậy?
Nó còn đi kèm với xúc xích đây này. Bây giờ cậu đã có mọi thứ để nấu một chiếc hot dog thực sự. Oh. Wow, tuyệt thật. Tớ cảm giác có một bữa trưa ngon đang đợi mình đây. Oh, nhiều thế. Tuyệt thật. Wow, tớ có thể cho vào như thế này này. Oh, mấy cái liền rồi. Và đó chưa phải tất cả đâu. Hot dog mà không có nước sốt thì là gì chứ. Tớ có sốt cà chua và mù tạt cho cậu đây. Tại sao cậu lại đổ lên người tớ thế này? Nhưng mà có thể lau nó bằng bánh mà. Sau đó nước sốt thì dính lên chiếc xúc xích. Cảm ơn cậu rất là nhiều nhé. Tớ đã lâu lắm không được hạnh phúc trong một thời gian dài. Món này ngon thật đấy. Miranda, tớ rất mừng cho cậu. Bây giờ đến lúc phải Emma phải nhấn nút rồi. Hello. Ôi, lần này tớ sẽ cố gắng ấn màu vàng vậy. Nó rất giống mặt trời. Ôi, lẽ ra cậu không nên chọn nó đâu. Bởi vì cuối cùng cậu đã rơi vào một đống cá hôi thối đây này. Đây, cái này dành cho cậu. Ghê thật. Một con cá sao? Không thể nào. Bây giờ chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa. Ghê quá đi mất, trời ơi. Ai, thật là may mắn. Tớ đã mang theo một chiếc ô rồi đây này. Nào, Emma có thể sẽ không bốc mùi, nhưng nó giống như ngày tận thế sẽ xảy ra trong chiếc hộp của cậu ấy. Bây giờ tớ phải làm gì? Ngồi và thối ở đây sao? Cùng với cá? Không, bởi vì tớ có thêm một món quà dành cho cậu đây. Một người mới. Nó tên là Bông. Tớ hy vọng cậu sẽ thành bạn. Trời ơi, kinh quá đi mất. Nào em ơi vào nhớ. Hả? Trời à, nó muốn ăn tớ. Tránh ra, tránh ra. Hình như tớ quên mất là nó hơi điên một chút. Nhưng mà các bạn sẽ thành bạn thôi. Sao, cậu thế nào rồi Miranda? Rất là tuyệt. Đây, mình còn có một cái hot dog dành cho bạn nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Rất là ngon đấy. Ôi, tớ hiểu tại sao còn con mèo rồi. Nó sẽ ăn tất cả những cái con cá này. Nó ăn cá, còn tớ ăn hot dog. Cả hai chúng tớ đều rất thích. Sao, lần này ai sẽ là người bấm nút đầu tiên? Là tớ. Tớ quyết định bấm vào cái này rồi. Hy vọng cái màu xanh này sẽ không làm tớ thất vọng. Sau cái nút này, ẩn một thứ rất là ngon đấy bạn. Mì ống với phô mai. Tớ có thể cảm nhận được những nốt nhạc của Ý không trong không khí rồi đây này. Trời ơi, mì sao? Mì mà không có gì thì vô vị lắm mà. Ôi, bellissimo, quá tuyệt vời. Tớ không hiểu luôn đấy. Tớ đã bảo là nó sẽ có phô mai mà. Đây, thêm cho cậu một ít nhé. Ồ, đây là một vấn đề khác rồi nhé. Bữa trưa thực sự giống như một trong nhà hàng, rất là ngon luôn đấy. Nếu cậu nghĩ rằng đây là hết rồi thì cậu nhầm rồi, bởi vì nước sốt còn đang chờ đợi cậu đây. Ôi, cái này thì hơi thừa rồi đấy nhá. Bây giờ toàn bộ đầu của tớ bao phủ trong nước sốt cà chua rồi đây này. Ôi, tha thứ cho tớ nhá, em mà thân mến. Tớ không biết điều gì đã đến với tớ. Tớ hy vọng cậu sẽ không mơ dỗi tớ, bởi vì tớ hoàn toàn quên mất hùng quế. Đó là sai lầm chính của cậu đấy. Ôi, đấy, bữa này xong rồi nhá. Miranda, tớ đến với cậu đây. Bây giờ cậu phải ấn nút thôi nào. Ôi, mau là tớ sẽ có đồ ăn ngon. Tớ thực sự rất là đói. Cậu thực sự sẽ nhận được một cái điều gì đó ngon đấy. Bánh pizza. Điều gì có thể tinh tế và đẹp hơn nữa chứ. Trời ạ, tớ yêu pizza. Nhưng tại sao lại ném nó như vậy? Bây giờ mặt tớ bẩn hết rồi đây này. Ôi, thôi. Tớ không cố ý mà. Rõ ràng tớ không phải là người đầu bếp Ý giỏi nhất. Tớ thả làm người dẫn chương trình của thử thách hài hước nhất còn hơn. Thôi, như vậy đó. Các bạn có một cơ hội khác để nhận được thứ đi đó rất là tuyệt vời. Và tớ sẽ tận dụng cơ hội này. Đừng làm tớ thất vọng nút đỏ. Ôi, nó vẫn đã làm cậu thất vọng rồi đây. Tớ đã muốn giặt đồ bẩn của mình từ lâu rồi. Tớ nghĩ bây giờ là thời gian để làm điều đó rồi đấy.
Nào, tớ không hiểu. Cái này là cái gì nữa đây? Tại sao lại nhiều đồ tất quần áo bẩn thế này? Thật là kinh tởm. Điều chính là đừng quên bột và nước. Nếu không thì toàn bộ nước sẽ trôi xuống cống. Nhưng tớ nhớ tất cả điều này. Ê, cậu đang làm gì vậy? Cậu không định giặt những thứ của cậu trong hộp của tớ chứ? Tại sao cậu nghĩ rằng tớ lại đến đây? Tớ không có thời gian để giặt cái này ở nhà đâu. Ôi trời ơi. Ôi. Cậu hãy bịt tai lại nhé. Bởi vì bây giờ sẽ lắc một chút đấy. Nào, thêm một ít nước nữa. Ôi trời ơi, tại sao cậu lại làm vậy? Ôi, ớt quá. Ôi, tớ sẽ nhớ đấy. Đây, vặn. Bắt đầu nhé. Ôi, quá tuyệt vời, vừa vui vừa bổ ích. Ôi trời ơi. Miranda, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy, cậu cũng phải nhấn nút. Thôi được rồi. Cậu thật là may mắn, bởi vì có một chiếc bánh rất là to và ngon, hấp dẫn đang chờ đợi cậu đây này. Hãy tưởng tượng hôm nay là sinh nhật của cậu nhé. Tuyệt vời đúng không? Đây, cái này dành cho cậu. Ôi ngon thế. Này, hãy quan trọng nhất đừng bỏ lỡ cơ hội. Trời ơi, lại ném thức ăn vào mặt tớ rồi. Cậu không thấy xấu hổ sao? Ôi, bây giờ tớ sẽ cho cậu biết nhé. Giữ lấy đi này, ánh sáng của cậu mang lại tâm trạng lễ hội tốt hơn. Và điểm nhấn cuối cùng sẽ là màn bó pháo hoa nhỏ. Miranda, cậu sẵn sàng chưa? Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, thôi đừng có nghĩ vậy, quá tuyệt vời mà. Nhưng rõ ràng là không thể tệ hơn của tớ rồi. Cậu có thể lấy tất quần đùi và áo phông của cậu. Bây giờ chúng sạch sẽ rồi đấy. Như tớ vậy. Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không những gì tớ mong đợi. Chào cậu chờ đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Ồ, nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy, bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ngon làm sao. Đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Trời ạ, cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer, thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn. Và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi, kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ngon quá. Một ý tưởng tuyệt vời đấy. Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Tại sao không, giữ lấy này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu làm gì vậy? Tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. Giấy vệ sinh. Tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi.
Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Ồ, xem nào. Ồ, bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, ngọt thế. Ôi, đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Ôi, rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ôi, ngọt thế, ngon thế. Ôi, đừng di chuyển nhá. Ô, trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Ôi, trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhá. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Ôi, tớ sẵn sàng rồi. Thôi, được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhé. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Ồ, tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ồ, ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. À, để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn ở đây đâu đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tớ ơi cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, à, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, à, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, đi cả một đống. Trời ạ, ôi trời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco, Mia giữ chặt lại, nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, đó là quy tắc Mia, vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, vào mồm rồi, tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu, trời ạ, tớ cháy rồi. Trời ạ, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào, bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ơi, bây giờ tớ hết rồi, nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi.